smartphone khi tung ra iPhone đủ các phân khúc. Theo DC Times, mẫu iPhone giá rẻ thứ hai có thể dùng tên gọi iPhone 9 Plus, dùng màn hình LCD 5,5 inch hoặc 6,1 inch. Trước đó, nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo dự đoán Apple sẽ phát hành iPhone SE 2 vào tháng 2 năm 2020, trong khi iPhone 9 Plus có thể ra mắt cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Như vậy, sau khi iPhone 9 Plus được phát hành, Apple sẽ có đủ các dòng iPhone bao phủ hầu hết các phân khúc từ mức giá 399 đô la Mỹ đến 1.000 đô la Mỹ.